Ghép đôi thần tốc online đã quay trở lại với phiên bản mới cùng bà mối quốc dân cát tường. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại smartphone có kết nối mạng mượt mà thì dù bạn ở bất cứ đâu, chúng tôi vẫn có thể kết nối cho bạn. Với những chàng trai, cô gái độc thân là một nửa hoàn hảo mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay, một cô gái sẽ được kết nối với hai chàng trai, thêm nhiều cơ hội cho bạn tìm hiểu và lựa chọn. Hãy cùng chào đón phiên bản ghép đôi thần tốc online mùa 2, hấp dẫn hơn, lãng mạn hơn và nhiều cơ hội hơn. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên MyClip.